Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, công tác chăm lo Tết cho người nghèo được huyện Kiến Sương triển khai có hiệu quả. Tết Giáp Thìn năm nay, chăm lo quà cho gia đình chính sách, người nghèo, huy động sự tham gia của tất cả các cấp ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội ở huyện. Qua đó giúp nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người có công được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Những ngày cận kề Tết, nhiều hoạt động tặng quà được diễn ra ở khắp các địa phương trên địa bàn huyện. Tại xã Quang Trung, trong không khí vui tươi, những ngày cuối năm chuẩn bị bước sang năm mới, nhân dân trong xã đón bà Trần Thị Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng ông Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy về thăm và tặng quà. Chị Vũ Thị Thu Hà, thôn Trà Đoài, xã Quang Trung là hộ có hoàn cảnh khó khăn nhận được quà dịp Tết này. Hai vợ chồng chị đều bị khuyết tật vận động. Công việc lao động tự do, thu nhập không đều khiến cuộc sống khó khăn. Được sự quan tâm của địa phương, vợ chồng chị được hưởng trợ cấp hàng tháng. Điều này giúp vợ chồng chị cố gắng nỗ lực vươn lên. Trước thềm năm mới, gia đình được đón nhận quà từ các cấp hội phụ nữ. Mình rất là vui và cảm ơn nhà nước mình quan tâm đến tất cả mọi thành phần trong xã hội. Nên là ai cũng được hưởng những cái điều tốt đẹp của xã hội mà dành cho cái sự quan tâm rất là đặc biệt. Thì rất là vui và rất là xúc động ấy. Tại vì là tôi được đón nhận những cái, ngoài những phần quà thì đấy là một cái đón nhận cái tinh thần rất là tốt. Thì là để cho những người mà thiệt thòi, những người yếu thế như chúng tôi là có một cái động lực trong cuộc sống để vươn lên, vượt qua những cái hoàn cảnh khó khăn. Rất là cảm ơn tất cả các tổ chức của từ Trung ương Hội, tỉnh, huyện, xã và đã quan tâm đến các chị em phụ nữ nói chung và bản thân tôi nói riêng. Rất là cảm ơn. Cụ có thấy vui không? Vui lắm, các bác ấy vui lắm. Con cháu mà ngoan ngoãn là hay nhất. Nói cho chị bà và bác và các bác đến thăm tôi, các cháu là ngoan lắm. Vâng, con cũng vậy mà cháu cũng vậy, khí hoa lắm. Đúng với tinh thần của cuộc vận động tháng cao điểm ngày vì người nghèo, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ngay từ đầu tháng 12 âm lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã xây dựng kế hoạch và lời kêu gọi hưởng ứng chương trình Tết vì người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024, chỉ đạo hướng dẫn huy động nguồn lực, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn huyện. Phong trào phát động chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chúng tôi đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và trên cơ sở đó xây dựng cái kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo Xuân Giáp Thìn 2024 với một cái tinh thần là nhà nhà có Tết. 100% hộ nghèo thì được ngân sách tỉnh nghĩa là tặng quà cho mỗi một hộ là 500.000 đồng trên một hộ. Thế và đối với huyện nhà thì có 1.305 hộ nghèo là được ngân sách tỉnh là tặng quà cho dịp Tết Nguyên Đán. Thế còn lại là 1.702 hộ cận nghèo và gần 2.000 hộ có hoàn cảnh khó khăn thì cần phải huy động cái sự xã hội hóa của các cái doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm. Với một cái tinh thần là chúng tôi kêu gọi tất cả các cái doanh nghiệp, rồi các nhà hảo tâm, rồi mọi người, con em ở xa quê hướng về quê hương để cùng chung tay với là cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp lo cho những cái người yếu thế trong xã hội để có một cái Tết vui vẻ, sum vầy. Nhà nhà đều có Tết vui vẻ, sum vầy bên gia đình, đón một cái Xuân Giáp Thìn thật sự tràn đầy cái tình nhân ái và nhân văn của xã hội, với thể hiện cái sự là vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như là của cấp ủy Đảng, chính quyền trong cái việc chung tay không để ai bỏ lại phía sau. Hiện nay huyện Kiến Sương có hơn 1.300 hộ nghèo, 1.700 hộ cận nghèo và hàng chục ngàn người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, người già neo đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng. Bên cạnh các phần quà của cấp trên, các ban ngành đoàn thể trong huyện, các xã thị trấn từ nguồn quỹ huy động được và vận động kết nối với các nhà hảo tâm chung tay chăm lo Tết cho người nghèo.
Hưởng ứng phong trào Tết Nhân Ái Xuân Giáp Thìn 2024 do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam phát động, thì Hội Chữ Thập Đỏ huyện Kiến Sương cũng đã xây dựng cái kế hoạch triển khai phong trào Tết Nhân Ái đến các thành viên trong ban chấp hành và Hội Chữ Thập Đỏ các xã thị trấn, với mục đích là huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia đóng góp của cộng đồng để tổ chức các cái mô hình tặng quà vui Tết nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn và người dễ bị tổn thương được vui Tết đón xuân trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc và theo cái điều kiện của địa phương. Các cấp hội Chữ Thập Đỏ trong huyện phấn đấu đạt chỉ tiêu trên 3.500 suất quà Tết, thì trong đó Hội Chữ Thập Đỏ huyện phấn đấu huy động các nhà tài trợ trong và ngoài huyện và các thành viên trong ban chấp hành phấn đấu đạt 1.000 suất quà trị giá từ 300.000 đồng trở lên, và Hội Chữ Thập Đỏ các xã thị trấn và khối trường học sẽ phấn đấu đạt 2.500 suất quà Tết trị giá từ 250.000 đồng trên một suất trở lên. Và tại huyện Kiến Sương thì số hộ nghèo và hộ cận nghèo vẫn còn nhiều, cuộc sống còn rất là khó khăn, cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng với tinh thần là mọi người đều được vui Tết đón xuân, không có hộ nghèo nào bị thiếu ăn trong dịp Tết. Thì Hội Chữ Thập Đỏ các cấp đã và đang tích cực kêu gọi vận động các cái nguồn lực để trợ giúp cho người nghèo. Hàng năm thì cũng có hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người cao tuổi và trẻ em khuyết tật và trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn đã được nhận những cái món quà Tết rất là ấm áp và ý nghĩa. Thì đây cũng không chỉ là cái tình cảm của Đảng, Nhà nước và các hội đoàn thể mà còn là cái tình thương của cả cộng đồng đối với người nghèo. Và để quà Tết đến kịp thời đúng địa chỉ người nhận thì Hội Chữ Thập Đỏ các cấp trong và ngoài huyện đã khảo sát nhằm nắm vững cụ thể số lượng các cái đối tượng chính sách người nghèo tại địa phương, từ đó trợ giúp có cái phương án trợ giúp thiết thực và đúng đối tượng, không bị chồng chéo quà, và thường xuyên tuyên truyền kêu gọi các cái doanh nghiệp, tổ chức, các cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện đóng góp nhằm nâng cao chất lượng và có thêm nhiều cái phần quà Tết dành tặng cho người nghèo. Mỗi dịp Tết đến xuân về là các cấp đều phải chăm lo cho nhân dân, đặc biệt là những cái đối tượng yếu thế trong xã hội. Thì năm nay chuẩn bị đón tiếp xuân Giáp Thìn thì cấp ủy chính quyền chúng tôi đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo cho các bộ phận làm công tác chuẩn bị để đảm bảo làm sao tất cả các người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đều có một cái hưởng Tết, một cái Tết vui vẻ. Và đến thời điểm này thì chúng tôi được sự quan tâm của cấp trên, đặc biệt là ngân sách nhà nước là hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, và một số doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng là cận nghèo. Và ngoài ra thì địa phương còn vận động con em cũng như là các cái tập thể, các doanh nghiệp tại địa phương bằng những cái món quà rất là ý nghĩa. Và đến thời điểm này thì các cái đối tượng trong diện là chúng tôi cũng đã cơ bản là đã có các cái tập thể, các cá nhân, các doanh nghiệp đăng ký tặng quà, thì chúng tôi sẽ bố trí trao quà để làm sao nó thật là trang trọng và thật là ý nghĩa, để cái người trao quà cũng như là người được nhận quà trong cái dịp mà Tết đến xuân về nó đảm bảo được cái tính, cái ý nghĩa của cái việc trao và nhận. Và công tác trao nhận quà trong nhiều năm vừa qua thì chúng tôi rất là quan tâm, và đặc biệt là chúng tôi trao rất là đúng đối tượng đấy, để làm sao cái món quà nó thật ý nghĩa đối với dịp Tết đến xuân về, đúng với lại cái quan điểm chỉ đạo của cấp trên là không để ai bị bỏ lại ở phía sau. Hưởng ứng cái phát động về phong trào về không để ai bị bỏ lại phía sau của chính phủ, thì với cái hoạt động thường niên của công ty Tân Đệ hàng năm, thì công ty ngoài cái việc mà tổ chức cho cái người lao động ở trong công ty được thực hiện các cái chính sách về chế độ tiền lương, rồi các cái chế độ chính sách với người lao động, cũng như đóng góp các cái phần với huyện và đóng góp cái ngân sách vào tỉnh,
thì công ty cũng chung tay chia sẻ các cái phần quà đối với lại bà con nơi mà công ty đóng quân. Đó, và cho đến thời điểm này thì công ty đã phát cái 2.100 suất quà, và mỗi một suất quà là tương đương với hơn 500.000 đồng trên một suất. Và cũng với cái khẩu hiệu này, cũng với mong muốn là công ty sẽ chia sẻ những cái khó khăn đối với lại bà con cũng như là chính quyền địa phương, để đâu đó thì cũng chung tay góp một cái Tết đối với bà con được đầm ấm và an lành. Xuân mới, hy vọng và niềm tin mới. Quan điểm ấy luôn thường trực trong tâm thức của mỗi người, mỗi gia đình. Với những hộ con cảnh khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ, động viên về vật chất, tinh thần của các cấp các ngành và cộng đồng xã hội chính là động lực để các gia đình tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vươn lên, để mỗi khi xuân về, cuộc sống sinh hoạt của gia đình họ sẽ vơi bớt khó khăn và thêm ổn định, từng bước vươn lên trong cuộc sống.